Thank you.
người. Thấy chưa? Lâu rồi không chạy, mượn người em chạy xong mà thẳng tép cái cổ xe luôn. Trải nghiệm Thanh Tuấn chạy MT09 như thế nào ha, thì vẫn là cái phong cách cũ của chạy của mình thôi. Chạy máy quá. Xe chạy ngon quá. Nhanh chí đổi Alex lấy con đó liền anh. Đây có của anh còn không? Cảm ơn em. Hả? Cũng là kỷ niệm nhiều lắm luôn á.